Nếu anh em có các nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy liên hệ tới thương nhân Trần Hoàng Việt, luôn đảm bảo uy tín và chất lượng. Hoặc cần tìm các account trong mơ, hãy ghé thăm shopfifavn.com, shop arc tự động hiện đại, hệ thống nạp SMS so tiện lợi và đặt mua arc BB trắng theo yêu cầu duy nhất tại Việt Nam. Ok, như anh em đã thấy trên màn hình thì hôm nay chúng ta sẽ được đi trải nghiệm quả team color West Ham. Với team color West Ham này thì chúng ta sẽ được cộng 3 chỉ số tổng quát, tạt bóng cộng 3, dê bóng cộng 3. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có cái team West Ham giới hạn 2021. Đó chính là chuyền dài cộng 3, tầm nhìn cộng 3, chọn vị trí cộng 2, lấy bóng cộng 2. Sẽ có một số những con hàng như này. Trọng tâm của buổi test ngày hôm nay chúng ta sẽ đi test một số những con hàng 22 TS của team này. Đầu tàu chúng ta sẽ có là Sebastian Haller ở vị trí ST, được búp lên tương đối nhiều về mặt dứt điểm cũng như là về mặt thể chất. Tuy nhiên là số sao trên không thuận, từ 5 sao xuống còn 4 sao, hơi đáng tiếc. Trường hợp thứ hai đó chính là của Bowen, con hàng chạy cánh người Anh này. Con hàng này có cái chỉ số tốc độ chuyền bóng và dây dắt khá là ấn tượng. Về mặt dứt điểm mình thấy cũng khá là ok. Hơi đáng tiếc là thể hình của con hàng này nó hơi bị hạn chế, chỉ là 1m75, 70 cân. Và số sao trên không thuận nó cũng chỉ là 3 sao, một kèo lệch chân. Tiếp đến đấy nữa là một trường hợp mà mình thấy là cũng khá là hot, anh em cũng quan tâm khá là nhiều, đó là Declan Rice. Chỉ số rất là đều và những cái điểm mạnh nhất của con hàng này nó đến từ bộ chỉ số phòng thủ cũng như là thể chất. Về mặt thông số thể hình của con hàng này cũng khá là đẹp ở vị trí CDM, đó là 1m85, 80 cân và thể hình trung bình. Rất tiếc là Declan Rice chỉ có 3 sao trên không thuận thôi. Ok, các cái chỉ số liên quan đến phần xúc xa cũng được cải thiện lên khá là nhiều. Hơi đáng tiếc là phần AI chỉ vẫn là bình thường. Đây rồi, Bowen. Rồi, Holler. Đây rồi, Yarmolenko. Hiền quá. Đây rồi. Suchek. Đây rồi, Suchek. Declan Rice không được. Check. Không được, mẹ chân trái đúng phò thật, rút bọn mẹ lên rồi. Hay quá nhỉ. Đây rồi, Holler. Ôi,
Fouli nếu sút quả chán thế. Cơ hội rõ ngon ăn. Tốt. Su check này. Ok. Tốt luôn, làm bạt. Holler. Phải quá là su check kìa. Con này đá cam di chuyển nó cũng ổn đấy chứ. Su check. Ôi giời ơi. Đá này cho nó nhàn công ạ. Suchek, đây rồi. Tình huống không chiến hay của Suchek. Bowen ghi bàn. Luôn Holler. Bacon Rice. Tốt quá nhỉ. Tốt Bowen. Đây rồi, hai điều. Cả một sự cố gắng cho cái trận này. Cú phan. Đây rồi. Fehuli. Về trường hợp con hàng Holler này thì căn bản là mình thấy là cái phần thể chất của con này lên tương đối nhiều. Cái thứ hai là về phần kiểm soát bóng, dây dắt. Còn những cái điểm nó không có cái sự chênh lệch quá nhiều là về mặt tốc độ. Và phần sút bóng thì mình thấy nó thậm chí là nó còn kém hơn một chút về phần chân trái. Tuy vậy thì nếu mà anh em đã đá với trường hợp của Holler thì anh em cũng cảm nhận được là cái điểm về tốc độ là con này cũng sẽ không sử dụng nhiều. Nhưng mà con này chủ yếu sẽ là kiểu lối đá làm tường và đá kiểu tạt cánh đầu. Thì mình thấy là các cái điểm liên quan phần thể chất thì con này lên rất là nhiều, khỏe hơn. Khả năng kiểm soát bóng nó cũng tốt hơn. Đấy, cùng với đấy là khả năng truyền trọt cũng ổn hơn. Tuy vậy thì nếu mà với cái khoảng mức giá là rơi tầm độ 10 tỷ thì có lẽ là mình vẫn sẽ sử dụng con này. Còn nếu mà anh em thực sự có lực thì lên chơi con này cũng khá là ok. Có thể là con này giúp chân trái tốt hơn nhưng mà cái sự chênh lệch nó không quá đáng kể lắm. Nên là nếu mà được đầu tư có tiền thì mình vẫn sẽ sử dụng con hàng này. Mức giá tầm 20 tỷ thì nó sẽ rất là khỏe. Nhất là cho những anh em đá kiểu tập cánh đầu. Trường hợp thứ hai đó chính là Bowen. Về trường hợp của cầu thủ này thì đây là cái mùa thẻ đầu tiên mà Bowen có cái mức chỉ số nó cao. Cái điểm mạnh dễ dàng nhận thấy ở cầu thủ này mình thấy đó chính là về mặt tốc độ và cái khả năng leo biên. Mặc dù con này AI nó chỉ là bình thường thôi mà mình thấy là chạy chỗ di chuyển ở phần bên biên khá là tốt. Chọn vị trí ở vùng cấm cũng khá là ổn. Mình thấy là khả năng sút xa con này ổn đấy nhưng mà cái lực sút nó chưa đảm bảo lắm ấy. Cái lực sút con này nó bị hơi bị non. Cái kèo này có khả năng dây dắt truyền trọt khá là ổn.
thì có cái là chân 3, chân 5 nên anh em hạn chế chuyền bằng chân phải và cố gắng là dùng chân trái để xử lý các tình huống bóng. Còn dĩ nhiên rồi, cái phần hạn chế rõ ràng anh em có thể nhận thấy được ở Bowen nó chính là về mặt thể hình, 1m75, 70 cân thôi. Tiếp theo là trường hợp của Declan Rice. Về trường hợp của cầu thủ người Anh này thì đây là cái phiên bản mà nó được nâng cấp lên từ phiên bản 22 Ti, thì mình thấy có một số điểm mà anh em sẽ cần phải lưu ý với con hàng này, đó chính là về mặt tốc độ là mình cảm thấy là Rice cũng ngon hơn này, về phần sút xa là ngon hơn thấy rõ luôn. Có những cái tình huống mà Rice đóng xa thành bàn thì anh em cũng có thể tận dụng với cầu thủ này. Chuyển ngắn chuyển dài vẫn là khá là ổn với Declan Rice, tuy nhiên là nó chỉ ổn với chân phải thôi, chân trái là vẫn là cái điểm trừ của cầu thủ này. Có một cái điểm mà mình thấy nâng cấp lên khá là rõ rệt với tiền vệ phòng ngự người Anh, đó chính là về mặt kiểm soát bóng. Con này đã có cái khả năng xoay sở cầm bóng nó tốt hơn khá là nhiều so với phiên bản 22 Ti, mà mình đánh giá là có cái sự chênh lệch tương đối đáng kể. Đấy là anh em cần phải để ý với con hàng này. Trước đây thì Rice không tốt trong những tình huống bị áp sát đâu, còn bây giờ thì xoay sở dễ dắt ổn hơn khá là nhiều. Còn về mặt phòng thủ thì con này cũng có được nâng cấp lên, mình thấy nó được nâng lên khá toàn diện đấy. Nếu mà anh em nào đang đá team Anh thì có thể cân nhắc sử dụng con hàng này nếu mà cần thủ nhiều hơn. Còn nếu mà anh em cần một con công, một con có khả năng tấn công tốt hơn thì mình nghĩ đó là trường hợp của Jude Bellingham. Bellingham thì nó chuyền trọt phối hợp nó tốt hơn rất là nhiều với Rice. Đấy. Con này thì AI nó không có cái sự khác biệt nhưng mà mình cảm thấy là trên sân thì con này đá tốt hơn, thấy rõ. Đấy, anh em là quan tâm về Declan Rice thì có thể đấm con hàng để chơi. Anh em nếu muốn tham khảo những bài review chất lượng, phân tích về các sơ đồ chiến thuật cũng như update những thông tin mới nhất về FO4 thì hãy tham gia ngay cộng đồng HCG Club để được tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc nhé. Link group mình sẽ để ở phần mô tả video. Cảm ơn anh em rất nhiều.